Vâng, này này em đây, em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái. Hôm nay lại giới thiệu cho các bác một con Vios sản xuất 2011 nhá. Xe đẹp long lanh luôn anh em nhá. Màu cà phê, màu này độc trên thị trường luôn. Xe cực chất anh em nhá. Xe cam kết các bác là không lỗi nhá. Không lỗi nhỏ, máy móc zin nhá, keo chỉ zin. Con xe này hàng hiếm trên thị trường luôn anh em nhá. Xe màu này nặng luôn này, đèn đóm đẹp luôn anh em ơi. Lốp láp với cả dàn nhá. Đấy, quay về nội thất cho anh em xem. Đấy, nội thất thì màu cà phê đẹp luôn này anh em này. Tắp đi cánh cửa rất xinh đẹp nhá. Nội thất con này đúng theo xe luôn anh em nhá. Mà trần 3D luôn. Bác chủ cũ bác bọc theo đúng như kiểu ngoài vỏ nhau. Trong cũng như thế luôn. Phanh tay này. Cửa số này, màn hình thì đã lên màn hình rồi anh em nhá. Nhưng mà nếu mà bác nào thích ấy thì em vẫn thay cho quả màn hình cảm ứng to hơn nhá. Màn hình này thì đời hơi cũ, nhưng mà nếu mà bác nào lấy con này em sẽ thay cho quả màn hình to đây, quả màn hình 9 inch luôn nhá. Cảm ứng đẹp luôn. Vô năng đẹp này. Nút cương kính chỉnh điện đầy đủ anh em nhá. Đấy. Ghế chiếc đẹp long lanh như rồi. Đấy. Tắt cái cửa sau anh này. Nội thất nhìn rất là đẹp anh em nhá. Nhìn màu này rất là hay. Đấy. Loanh quanh 200 triệu thôi anh em nhá. Đúng 200 triệu thôi anh em có mua xe đi ok luôn. 200 triệu. Đấy. Màu đẹp luôn. Lốp láp mới này. Loanh quanh cửa tiền quá rẻ anh em ạ. Đời cao 2011 Vios. Biển số đẹp luôn. Loanh quanh cửa tiền nó cũng rẻ. Anh em về đi gia đình hoặc chạy dịch vụ con này nó bền, dòng Toyota này quá lành bền rồi. Cửa cứ keo chỉ zin anh em nhé. Đẹp. Đấy, tắt đi cái cửa thì đẹp cứng xe lắm. Dòng này cứng xe anh ạ, Toyota này nó bền. Đấy, có cả thêm cái chải táp lô anh em nhé, cho nó bạc nắng nước để ngoài trời. Đấy, xe nói chung là ok, đẹp. Chất lượng anh em ạ. Cửa tiền nó cũng rẻ, nên quanh 2 đồng. Đấy, anh em có mua xe đi ok luôn, đời cao. Đăng kiểm còn đến tháng 5 2023 nữa, quá dài luôn. Đấy, tổng thể một con xe anh quanh 200 triệu thôi. Là anh em đi về đi chơi Tết thôi, mùa đông rồi. Đi tránh mưa tránh nắng, đi chơi Tết. Đỡ khổ. Để em nổ máy quay về phần máy cho anh em xem nhá. Máy dòng Toyota này nó cũng nành, bền. Máy về em vẫn chưa vệ sinh đâu, nhìn nó vẫn bẩn, mộc mạc như thôi. Cứ lên sóng cho anh em xem. Anh em nào kết thì lúc ấy là em đi dọn nội thất máy cho anh em sạch sẽ luôn nhé. Máy đang nổ như này, đang nổ ra ngoài nhá. Chất lượng luôn. Cửa tiền anh quanh 200 triệu luôn. Anh em nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh nhé. Số điện thoại em là 0966 862 666 nhé.